Giáo hoàng Francis, ngày 11 tháng 6 giờ địa phương, đã ra công báo từ Tòa thánh Vatican, bổ nhiệm giám mục giáo phận Công giáo thành phố Tây Tôn, Hàn Quốc, Lazaro Yu sik làm tổng trưởng bộ giáo sĩ, tương đương chức bộ trưởng của Tòa thánh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tòa thánh Vatican, một giám mục Hàn Quốc được bổ nhiệm vào vị trí cấp cao trên cấp trợ lý ngoại trưởng. Đặc biệt với lịch sử hơn 500 năm Bộ giáo sĩ là một cơ quan quan trọng trong Tòa thánh Vatican, bao quát tất cả các nghiệp vụ liên quan tới công việc và sinh hoạt của tư tế và phó tế trên toàn thế giới. Tu hội giáo sĩ có quyền giám sát, thẩm định công việc mục vụ, tức chăm sóc và tư vấn của các tư tế, phó tư tế cũng như hoạt động của các chúng viện. Chính vì vậy, việc một giám mục người châu Á được bổ nhiệm vào vị trí bộ trưởng của cơ quan có lịch sử lâu đời và sức ảnh hưởng lớn như vậy là điều hết sức bất ngờ. Giám mục Du tuyên thệ sẽ làm tròn vai trò và nhiệm vụ được giao, như bồi dưỡng các tư tế trong tương lai. Ông Du nhấn mạnh sẽ giúp sức để các linh mục có thể làm tròn nhiệm vụ một cách vui vẻ, sống tốt cuộc sống của bản thân. Đó cũng chính là con đường để đổi mới nhà thờ Công giáo. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi điện chúc mừng tới giám mục Du thông qua cố vấn phụ trách đối thoại với người dân Park su hyun đánh giá đây là một tin vui giúp nâng cao vị thế của Hàn Quốc. Ông Du dự kiến sẽ giữ chức Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ Tòa Thánh Vatican trong vòng 5 năm, bắt đầu từ tháng 8 tới. Ông Du cũng là một trong những giám mục Hàn Quốc hiếm hoi, có mối quan hệ thân cận nhất với giáo hoàng Francis.